Các bạn trẻ thân mến, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin vừa thông báo cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco đã lấy năm 2018 này là năm của giới trẻ và gia đình. Và vì vậy hôm nay tôi và các bạn chúng ta sẽ tìm hiểu về bí tích hôn nhân và những thách đố trong thế giới hôm nay, để chúng ta hiểu được tại sao Đức Giáo Hoàng đã lấy năm 2018 này là năm gia đình, liên kết với các bạn trẻ, để hiểu được đối với giáo hội gia đình quan trọng như thế nào. Các bạn thân mến, trong hệ thống bảy bí tích của giáo hội, bí tích hôn phối được coi là một bí tích sinh sau đẻ muộn. Mặc dầu có thể nói hôn nhân là thể chế cổ kính nhất trong nền văn hóa nhân loại này. Thật vậy, phải đợi đến thế kỷ thứ 12, giáo hội mới chính thức công nhận đặc tính bí tích của hôn nhân sau một thời gian dài tranh luận giữa các nhà thần học và giáo luật về yếu tố làm cho hôn nhân bất khả phân ly. Đó là sự ưng thuận consensus hay là việc kết hợp thân xác copula. Bởi các nhà thần học nhìn yếu tố bất khả phân ly là đặc tính của bí tích hôn nhân. Mãi đến khi nhà giáo luật nổi tiếng thời đó được bầu làm giáo hoàng với danh hiệu Alexander thứ ba, cuộc tranh luận mới đi đến chỗ ngã ngủ khi ngài bày tỏ chính kiến trong lá thư gửi cho giám mục Prisson. Theo đó, sự ưng thuận mà hai người phối ngẫu tỏ bày cho nhau, consensus, là yếu tố làm cho một hôn nhân thành sự. Và việc hiến trao thân xác cho nhau giữa hai phối ngẫu copula là yếu tố làm nên đặc tính bất khả phân ly của hôn nhân. Có nghĩa là sự ưng thuận mà các bạn giữa hai người nam và người nữ trao cho nhau được coi là một hành vi trao quyền theo luật định, được thực hiện những liên hệ phu phụ ngay cả khi những liên hệ ấy không xảy ra. Có nghĩa là khi hai người đã ưng thuận lẫn nhau một cách công khai thì rõ ràng lúc đó đã trở thành một yếu tố làm nên bí tích, làm cho bất khả phân ly. Và hai người lúc đó có trách nhiệm với nhau như là vợ, như là chồng. Vì thế, kể từ lúc bày tỏ ưng thuận, hai người phối ngẫu thực sự trao cho nhau một khế ước hôn nhân. Và từ khế ước đó không thể hủy bỏ được. Tuy nhiên, các bạn thân mến, giáo hội với cái quyền tài phán trên khế ước này, bởi vì giáo hội được Chúa trao cho cái quyền chìa khóa nước trời, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, với nói với Phêrô, các con cầm buộc điều gì dưới đất thì trên trời cầm buộc, các con tháo cởi điều gì dưới đất thì trên trời tháo cởi. Đó là cái thẩm quyền mà Chúa Kitô trao cho giáo hội. Vì thế, giáo hội cũng có thẩm quyền ở trên một cái hôn ước, mà hôn ước đó thực sự chưa có hiến trao cho nhau về thân xác, thì giáo hội có quyền tuyên bố hôn nhân ấy vô hiệu. Bởi thẩm quyền của giáo hội, nếu liên hệ đến tính dục giữa hai vợ chồng chưa xảy ra, thì giáo hội có quyền công bố hôn nhân ấy thực sự vô hiệu. Năm 1184, Công đồng Verona xác định về đặc tính bí tích của hôn nhân. Và mãi đến năm 1274, Công đồng Trung Leon thứ hai mới liệt kê hôn nhân là bí tích thứ bảy của giáo hội. Một sự công nhận muộn màng như thế để nói lên rằng bí tích hôn nhân luôn đối diện với bao nhiêu là thách đố. Trước tiên, người ta nại đến đặc tính thánh thiêng của bí tích để khước từ tính bí tích của hôn nhân, bởi yếu tố hôn nhân luôn liên hệ đến cái đặc tính giao hợp tính dục. Mà đối với cái nhìn của giáo hội lúc đó,
Nói đến tính dục là không có nói đến cái sự thánh thiện. Và vì vậy ở trong hôn nhân có tính dục, hành vi tính dục thì không thể là bí tích được, vì bí tích luôn hướng tới sự thánh thiện. Trong những thế kỷ đầu của thời Trung Cổ, mặc dầu giáo hội vẫn luôn coi việc sinh sản của hôn nhân là phúc lành của Thiên Chúa, nhưng phần lớn các nhà lãnh đạo giáo hội đều coi đức đồng trinh trọng hơn hôn nhân. Cho nên vào thời Trung Cổ vẫn coi hôn nhân là cái gì tiêu cực, nó như là một phương thuốc chống lại đam mê nhục dục, hơn là cái gì tích cực như là phương thế để nên thánh. Và chính những thèm muốn tính dục kia bị coi là tội lỗi, hoặc ít nhất cũng là nguy hiểm. Vì thế một vài giám mục khi chúc lành cho các đôi hôn nhân đã khuyên họ nên tránh giao hợp trong 3 ngày để tỏ lòng tôn kính phép lành họ mới lãnh nhận được. Một vài vị khác thì khuyên họ đừng đến nhà thờ 1 tháng sau ngày cưới, hoặc ít nhất không nên rước lễ khi thân xác và linh hồn của họ còn vấy bận vì giao hợp. Phần lớn các tác giả cho rằng các hoạt động tính dục đều là tội lỗi, trừ khi được thực hiện với mục đích duy nhất là muốn có con. Nhưng phần đông cũng tin rằng ngay cả ở đây nữa, con cái cũng không thể tượng thai mà không có vẫn vương một chút khoái cảm nhục thân. Bước vào hậu bán thế kỷ thứ 20 và tiền thế kỷ thứ 21, bí tích hôn nhân lại tiếp tục đối diện với nhiều thách đố mới. Không là về tính bí tích có nơi hôn nhân hay không, nhưng là tìm cách loại trừ đặc tính bí tích ra khỏi hôn nhân. Giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái giá trị của hôn nhân tự nhiên. Trước khi tôi nói đến cái giá trị của hôn nhân mang đặc tính bí tích, khi xác định tính bí tích của hôn nhân, giáo hội nhằm nhấn mạnh đến giá trị của đời sống hôn nhân Kitô giáo. Thật vậy, Chúa Kitô đã nâng hôn nhân lên phẩm trật bí tích, và đồng thời người làm cho bậc vợ chồng vốn được bao bọc và được bồi dưỡng bởi ân sủng thiên quốc xuất phát từ công đức của người đã đưa thứ tình yêu phù hợp với bản tính của chúng ta đến mức thập toàn một cách kỳ diệu, giống y như nguyên mẫu là sự phối hợp huyên nhiệm của người với giáo hội, và dùng mối tương quan bác ái thánh thiêng mà thắt chặt hơn nữa mối liên kết theo bản chất vốn là bất khả phân ly giữa người nam và người nữ. Nhờ đó hôn nhân trở thành dấu hiệu và là nguồn suối của ân sủng nội tâm, đặc biệt nhằm đưa tình yêu lứa đôi đến mức thập toàn, củng cố mối hiệp nhất bất khả phân ly và thánh hóa bậc vợ chồng. Nói như vậy thì hôn nhân tự nhiên của những người ngoài Kitô giáo thì sao? Nó có mang một giá trị gì không? Phải không các bạn? Các bạn có đặt vấn đề đó không? Cộng đồng Vaticano thứ hai đã trả lời: Đấng tạo hóa đã thiết lập và ban những định luật riêng cho đời sống chung thân mật và cho cộng đoàn tình yêu vợ chồng. Đời sống chung này được gây dựng do giao ước hôn nhân, nghĩa là sự ưng thuận cá nhân không thể rút lại. Và như thế, đó là một hành vi nhân linh, trong đó hai vợ chồng tự hiến cho nhau và đón nhận nhau nhờ sự an bài của Thiên Chúa, phát sinh một định chế vững chắc có giá trị trước mặt xã hội vì lợi ích của lứa đôi, của con cái và của xã hội. Nên cái sợi dây liên kết thánh thiện này không lệ thuộc sở thích của con người. Chính Thiên Chúa là đấng tác tạo hôn nhân, phú bẩm những lợi ích và mục tiêu khác nhau. Những điều ấy hết sức quan trọng đối với sự tiếp nối nhân loại, sự phát triển cá nhân và phần rỗi đời đời của mỗi một thành phần trong gia đình, quan trọng đối với phẩm giá, sự vững chãi, an bình và thịnh vượng của chính gia đình và của toàn thể xã hội loài người. Vì thế, từ bản chất
chính tình chế hôn nhân và tình yêu lứa đôi quy hướng về việc sinh con và giáo dục con cái như là chóp đỉnh của đạt tới cái hạnh phúc của hôn nhân. Như thế, bởi giao ước hôn nhân giữa người nam và người nữ không còn là hai nhưng là một xương một thịt, phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau bằng sự phối hợp mật thiết trong con người và hành động của họ, cảm nghiệm và hiểu được sự hiệp nhất với nhau mỗi ngày mỗi đầy đủ hơn. Sự liên kết mật thiết vẫn là sự tự hiến của hai người cho nhau, cũng là lợi ích của con cái, buộc hai vợ chồng phải hoàn toàn trung tín và đòi hỏi kết hợp với nhau bất khả phân ly. Theo cái giáo huấn của công đồng như vậy, hôn nhân tự nhiên là một định chế do Thiên Chúa thiết lập, chứ không phải do người phàm kiến tạo nên. Vì thế, từ bản chất hôn nhân tự nhiên cũng mang đặc tính bất khả phân ly và quy hướng về việc sinh sản và giáo dục con cái. Cho nên hôn nhân không phải là một sản phẩm riêng của Kitô giáo, mà là di sản của toàn thể nhân loại. Trong cuốn sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, ban hành ngày 11 tháng 10 1992, đã khẳng định hôn nhân nằm ngay trong bản tính tự nhiên của con người. Theo đó, hôn nhân là hình thức sống chung giữa một người nam và một người nữ mang tính bền lâu, và có thể nói là suốt đời qua việc trao hiến thân xác cho nhau. Tuy nhiên, khái niệm này không phải là một tiêu chí được áp dụng cho mọi thời đại và mọi nền văn hóa. Thật vậy, đã và đang có đủ loại hình thức phối hợp vững bền giữa một người nữ và nhiều người nam, gọi là chế độ đa phu, hay giữa một người nam và nhiều người nữ là chế độ đa phu. Hình thức sống chung giữa một người nam và một người nữ đang được coi là một cuộc thay đổi lớn lao về khái niệm hôn nhân trong phần lớn các nền văn hóa trên thế giới, mà ngày nay chúng ta gọi là đơn hôn, và được coi đó là định chế hôn nhân lý tưởng. Hôn nhân, các bạn thân mến, luôn là sự kiện thuộc lĩnh vực mang đặc tính xã hội. Đó là một định chế được xã hội loài người chúng ta công nhận và chấp nhận, được xã hội bảo vệ và chuẩn nhận bằng vô số những quy ước, phong tục và điều luật thích ứng với những trường hợp khác nhau. Vì thế, thể chế hôn nhân cho dẫu đơn hôn là một việc làm không chỉ quan hệ riêng lẻ đến cặp nam nữ ấy mà thôi, nhưng còn liên hệ đến cả xã hội nữa các bạn ạ. Do đó, việc nam nữ kết hợp bền chắc với nhau trong hôn nhân không thể là chuyện thuần tí riêng tư của vợ chồng, nhưng đó còn phải được coi như là một giáo ước cần được xã hội nơi mình sinh sống công nhận. Xét cho cùng, hôn lễ là cách thế qua đó xã hội nhìn nhận và chấp nhận sự việc nam nữ ấy sống chung và thành lập một gia đình mới. Vì thế, đặc tính xã hội đối với tất cả các nền văn hóa nhân loại, hôn nhân luôn được hình thành từ một khế ước được biểu tỏ qua một chuỗi hành vi mang tính biểu tượng, mà ý nghĩa của nó được làm sáng tỏ qua tín ngưỡng hay tôn giáo. Trong nền văn hóa cổ xưa, các phong tục về hôn nhân, các bạn biết không, thường được tôn kính và coi như là thánh thiêng, và theo nghĩa rộng cũng có tính tôn giáo. Khế ước hôn nhân là yếu tố quyết định để hình thành định chế hôn nhân. Khế ước này có thể được biểu tỏ một cách khác nhau tùy theo phong tục văn hóa của từng thời đại, của từng dân tộc. Chẳng hạn ở Việt Nam của chúng ta cũng có những cái phong tục riêng biệt khi kết hôn. Vì thế, tìm từ chung thì ý nghĩa của khế ước hôn nhân
là biểu tỏ sự ưng thuận của người nam và người nữ muốn kết hôn với nhau trong một đời sống chung, thành vợ thành chồng, kiến tạo nên một mái ấm gia đình. Hai người biểu tỏ cho nhau một tình yêu hiến dâng trong tâm hồn lẫn thể xác. Vì vậy, hôn nhân tự nhiên cũng mang đầy đủ đặc tính đơn luân, bất khả phân ly, và có cùng một mục đích yêu thương, hỗ trợ cho nhau sinh con cái và giáo dục con cái. Giá trị hôn nhân không là sáng kiến cho một con người đặt để, nhưng đây là một thiết định của Thiên Chúa. Vì thế, các bạn thân mến, không phải chỉ kết hôn trong nhà thờ thì hôn nhân đó mới là bất khả phân ly, mới là một vợ một chồng, thưa không. Hôn nhân là một định chế do chính Thiên Chúa chất lập. Tự bản chất hôn nhân đó là mang cái đặc tính bất khả phân ly và đòi hỏi phải có sự trung thành, và nó cũng mang một mục đích sinh con đẻ cái và giáo dục con cái trở thành những người tốt. Và vì thế, cho dẫu là hôn nhân tự nhiên, giáo hội luôn luôn khẳng định được cái đặc tính vững bền đó, cho nên giáo hội không chấp nhận sự ly dị bất cứ đó là đôi hôn phối Kitô giáo hay ngoài Kitô giáo. Thân ái chào các bạn, chúng ta hẹn lần tới.